Hello, xin chào mọi người. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết rồi. Thì nguyên một năm qua tiếp xúc bao nhiêu món, bán bao nhiêu món, đi khắp mọi miền Tổ quốc thì cũng thưởng cho bản thân một món mà gọi là theo đuổi 3 năm rồi mới mua được. Đó, theo đuổi 3 năm rồi mới mua được. Đó là cái gì? Đây là đây trước mắt mọi người thôi đó, nhìn nó rất là bình thường đúng không? Nó rất là bình thường, thế nhưng lần đầu tiên thấy là không có mê, lần đầu tiên là không thèm nhìn, lần đầu tiên thấy nó là không thèm nhìn, lần thứ hai thấy nó là bắt đầu chết mê chết mệt. Đó, không phải yêu từ ánh mắt đầu tiên mà yêu từ cái nhìn thứ hai. Bởi vì sao? Lần đầu tiên gặp lúc đó chưa có biết nhiều, chưa thấm được, chưa cảm nhận hết. Nói chung là level còn thấp, chưa cảm nhận được cái sự đẹp đẽ đến từ những sự đơn giản nhất. Rồi càng ngày tiếp xúc, càng ngày con mắt mình nó quen, xong gặp nó lại lần thứ hai thì chết mê chết mệt. Và từ đó một âm mưu xuất hiện là làm sao mang về được tại nhà của mình, để rồi hàng ngày hàng đêm lúc nào rảnh mình lôi ra mình ngắm. Đó, đó chính là mục tiêu. Và cuối cùng năm nay, những ngày cuối năm em đã mang được về nhà, và hôm nay rảnh rỗi giới thiệu luôn cho mọi người để mọi người thêm một chút kiến thức, để rồi mình càng mở mang và càng đi sâu vào cái môn chơi này nó càng thêm thú vị, cùng chia sẻ niềm vui với em. Đó, cùng chia sẻ niềm vui với em. Khá là to nha mọi người, có lẽ nhiều người lần đầu tiên gặp mới gặp, và đúng vậy, em cũng lần đầu tiên em gặp thôi chứ chưa có có nhiều đâu mà gặp. Những cái món này là số lượng rất là ít, số lượng rất là ít luôn, nên nó thứ hai, thứ nhất là nó hiếm, thứ hai nữa nó độc, và thứ ba nữa là có sự đặc biệt mà bây giờ em sẽ giới thiệu với mọi người, truyền cái sự tiền cái sự đam mê của em đối với cái sản phẩm đến cho mọi người. Có một cái lỗi nhỏ. Lỗi nhỏ này do là không biết qua bao nhiêu người thì người chủ, có một người chủ nào đó lấy khoan lỗ để trồng cây thoát nước. Đó, mọi người thử tưởng tượng xem, một cái chậu mà nó đến nỗi khoan lủng lỗ mà nó không bị xi nhê, không nứt tóc, là cái độ già cũng như là độ chắc chắn của cái chậu nó không bị rem, không bị ảnh hưởng gì hết. Đó, cái này là cái rổ trái cây, cái đồ đựng trái cây thuộc dòng gốm Biên Hòa thời kỳ đầu. Thời kỳ đầu tức là nằm từ khoảng năm 1935 đến 1960, mà nó để ra đời năm đầu khoảng 1935 thôi. Đó, thời kỳ đầu luôn. Đó, thời kỳ mà ông bà Ba Lích xây dựng trường để làm ra những cái sản phẩm mà đạt được cái đẳng cấp quốc tế. Đó, đây là mặt trong thôi, đây là mặt trong thôi, mặt ngoài nè, bây giờ mặt ngoài nè, đó rất đơn giản, giống như là một cái chậu bình thường, thấy chưa? Nếu mà mọi người mới chơi thì không bao giờ mua cái này đâu, không bao giờ đảm bảo được cho mọi người, cũng không lấy, cho mọi người cũng không lấy.
Rồi, nhìn nào. Đây. Từng cái giống này nó làm giống như một cái rổ đó, mọi người thấy làm từng cái khe cái rãnh làm rất chi tiết luôn, làm rất là chi tiết, làm rất là chi tiết, thấy chưa? Lần đầu tiên mọi người bắt gặp giống như một cái rổ mây đó, làm bằng gốm nè, lâu ngày đất đai nó bám vô thôi, nếu một thời gian cạy ra từng cái là đã rất là phê luôn, xanh đồng, chỗ đồng hết luôn đó, chỗ đồng vàng hết, chỗ đồng vàng hết đó. Cái bình này, cái chậu này là không cách nào chụp hình nó đẹp được, chỉ phải nhìn thực tế, cảm nhận thực tế kia thì mới thấy được hết vẻ đẹp đó. Nhìn lần đầu tiên em mới gặp em còn không để ý nó nữa, mà đến lần thứ hai nhìn lại là hết hồn, mới hết hồn được cái vẻ đẹp của nó, một vẻ đẹp mà vẻ đẹp của thời gian, vẻ đẹp của sự độc đáo và cái độc bản, chưa thấy cái thứ hai trên thị trường. Vậy em mới đi theo 3 năm, 3 năm mới được sở hữu, mới tạo được sự niềm tin cũng như là sự quý mến, rồi người ta mới nhường lại, chứ không dễ gì mà người ta người ta chia sẻ cái món yêu thích người ta cho mình đâu, tiền bạc. Đối với những anh chị em có điều kiện thì không phải là cái gì là quá lớn, còn đối với em thì quả là quá tiết kiệm, nói chung là cũng không lớn, thế nhưng phải đắn đo, đắn đo và tự thưởng cho bản thân. Phía trong này chỗ đồng luôn, phía trong luôn đó, nó già nó móc màu trắng luôn. Nếu mọi người có dám bỏ trên 10 triệu để sửa cái này không? Nó khiêm tốn 10 triệu là giá, em nói khiêm tốn, mọi người có dám bỏ trên 10 triệu để sở hữu một cái rổ như vậy không? Đó, khi nào mà mọi người chơi lâu thì sẽ cảm thấy nó xứng đáng, đi còn mới chơi thì thấy khá là sốc. Chơi môn này cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ tiểu học, trung học đến phổ thông, sau đến đại học. Đến đại học chưa đã thì học tiến sĩ, cao học đó, master. Với vậy chơi nó càng ngày càng nâng cấp lên, nên mọi người cứ nuôi dưỡng cái niềm đam mê của mình để rồi có một cái gì đó trong cuộc sống nó vui, thân thú, đúng không? Đối với mọi người mấy món này thấy nó quá bình thường, nhưng đối với em đó là một cái gì rất là hay mà mình phải cố gắng cũng như là khao khát mà đạt được, đúng là thành tựu. Một năm cuối cùng đã sở hữu được. Nếu mọi người ở Sài Gòn có dịp đến nhà chơi thì em sẽ cho xem cái món yêu thích của em, đồ chơi này đó. Còn mọi người ở xa thì thông cảm, nhìn qua clip thôi đó. Tại sao em nói nó đẹp? Thứ hai, thứ nhất là nó hiếm, thứ hai nữa lành lặn, cái thứ ba là chỗ đồng, chỗ bạc, chỗ vàng toàn bộ hết rồi đó. Cái thứ tư nữa là tuổi đời là thời kỳ đầu, một cái những cái dòng những cái món đồ thời kỳ đầu là rất là ít khi còn lành lặn và còn đẹp, giữ đẹp như những cái tặng bây giờ. Mặc dù thời xưa cách đây cả 6-7 năm mà đã
có những cái motif khá là hiện đại, gõ đồ, trong khi thời kỳ đó Việt Nam mình là chỉ làm những món đồ bình dân theo trường phái Quảng Đông gốm đá thiêu rồi đó, cái này theo mô típ của người Pháp, người Pháp đó thì mang những nét văn hóa phương Tây truyền bá vào Việt Nam mình, rồi kết hợp giữa phương Tây, phương của người Việt tạo ra những sản phẩm mà nó không lỗi thời và đến tận bây giờ thì nó là một cái minh chứng cũng như là một giá trị lịch sử. À, và trong chính trên thời điểm này cái nền cái gốm Biên Hòa là vang danh trên thị trường rất là nhiều đó. Và kết thúc clip hôm nay, chúc mọi người tràn đầy sức khỏe, luôn giữ đam mê của mình để rồi sở hữu được những món đồ thật đẹp. Và em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.